thì chúng ta tiếp tục như sau thì chúng ta tiếp tục là chúng ta nó sẽ ra một cái giao diện này là FTP user isolation thì các bạn chọn một trong ba mục này à, ba mục này Đấy, các bạn chọn mục do not isolation user các bạn chọn mục này sau đó tiếp theo là mình phải gì nhỉ là mình sẽ chọn là cái cái FTP này là ánh xạ với cái thư mục vật lý nào ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta cho ánh xạ luôn FTP này với cái thư mục C website đúng không để để mình gì nhỉ để hàng ngày mình quản lý bảo trì website thì mình phải thêm ảnh vân vân đúng không mình sửa code thì mình phải áp lên cho nên mình phải chọn cái đường dẫn chính là cái website này đúng không ok chọn vào đầu nhá rồi ở đây có hai quyền là ở trong cái mục FTP site access uh, permission này nó có hai quyền là quyền gì là quyền đọc và quyền gì nhỉ? Quyền read và quyền write. Quyền đọc là gì? Quyền đọc là các bạn được ghi uh, các bạn quyền đọc là các bạn được chỉ được download gì nhỉ? Khi các bạn uh, kết nối vào FTP server các bạn chỉ được uh, download nó về thôi. Uh, nó là quyền read only. Còn write là các bạn được upload lên lên FTP server. Đấy chúng ta chú ý hai quyền đấy. Là quyền gì nhỉ? Riêng trong FTP server có hai loại quyền nhá. Quyền thứ nhất là quyền uh, với file ấy, thì thứ nhất là quyền read là các bạn download về còn quyền rai các bạn upload từ cái máy client đẩy lên uh, FTP server đấy. Toàn quyền mỹ tín nữa tôi nói sau nhá. Ai quyền nữa. À, tiếp tục thì, uh, rồi, thế thì mặc định thì sau cái bước này thì chúng ta đã có thể gì nhỉ? Chúng ta có thể là uh, chạy được FTP server rồi. Thì ở đây nó đưa ra một số cái cái một số cái tab sau. Nó đưa ra một số cái tab như sau. À, cái tab thứ nhất là ftp sai thì các bạn là ở cái mục ft sai identification này định danh này thì các bạn có thể cho cái địa chỉ ip vào đây cái cổng ở đây các bạn có thể nhập cổng vào đây à, các bạn có thể cấu hình cổng bao nhiêu cũng được thì mặc định chúng ta lên để cổng à, mặc định 21 mươi rồi à, và cái này là owner sai tất cả là gán được chưa Owner sai này thế còn cái mục thứ hai là ftp sai collection này ở đây là chúng ta giới hạn đúng không? Một FTP server thì có rất nhiều người kết nối vào đúng không? Thì bây chúng ta muốn giới hạn số lượng kết nối vào bao nhiêu thì chúng ta chọn mục Collection limited ở đây ví dụ như là 100.000 đúng không? 100.000 người kết nối vào. Đấy. Còn chúng ta muốn không giới hạn chúng ta unlimited là tùy theo là gì nhỉ? Tùy theo là uh, cái uh, cái hiệu năng của hệ thống server, hệ thống đường truyền. Rồi. Thứ hai là cái timeout connection đây này là cái thời gian kết nối là gì nhỉ? Là đợi sau bao nhiêu thời gian thì nó sẽ tham uh, Ờ ok. Thế sau khi mà cấu hình xong mục này Thì còn một số cái tab nữa tí tôi giới thiệu sau Đấy, Chúng ta sẽ cấu hình tiếp theo Là gì nhỉ? Là chúng ta sẽ được một cái gì nhỉ? Truy cập FTP cái, theo cái địa chỉ IP Thì chúng ta sẽ được gì nhỉ? Được cái nội dung, các nội dung đây Và chúng ta có thể dùng một phần mềm tại máy khách ấy. Chúng ta tại phần, phần mềm client Chúng ta có thể download một cái FTP client Và chúng ta gì nhỉ? Kết nối lên cái, cái server này à, Chúng ta kết nối và chúng ta Kết nối với cái server này để chúng ta gì nhỉ? Là chúng ta truyền dữ liệu và chúng ta lấy dữ liệu xuống Đấy à, Chúng ta sẽ demo nhá cái này nhá Rồi thế cái này ấy, thì các bạn làm sau Ví dụ đây chúng ta ví dụ đây chúng ta Đấy nhá ví dụ chúng ta có thêm một website nhá Là chứa các chương trình code để chúng ta muốn Muốn hàng ngày chúng ta duy trì chúng ta phải FTP vào nó thì chúng ta làm sao Các bạn vào site này, lưu này Đúng không lưu website nhá Ok các bạn nhấp lấy like này Rồi FTP Chúng ta ghi FTP Poly đúng không Đấy. Mô tả thôi mà ok rồi nhấp lách like này cái này chúng ta có thể gán à, gán à, à, có thể gán thẻ IP được để mặc định được ok cái này các bạn nhấp lách like này chúng ta chọn mục uh, mặc định nhá do lot nhá rồi ở đây chúng ta chọn đường dẫn cho cái FTP tức là khi mà kết nối vào Mình máy kết nối thì nó sẽ chọc thẳng đến cái thư mục đấy đúng không các bạn cho mở lâu này ấn uh, ấn nổ C này vào website ok nhá ok này rồi các bạn nhấp lách like nhá tiếp theo nhấp lách. đây chúng ta có có thể cho quyền đọc quyền ghi đúng chưa có thể quyền đọc và quyền ghi cái này tí nữa chúng ta có thể chỉnh sau nhá để mặc định được nhấp lách này nếu mà để đọc là chúng ta không ghi nên không đẩy không đẩy từ máy khách lên được đâu đấy chúng ta chú ý cái đấy chúng ta nhấp lách này máy nó hơi chậm tí rồi nó được rồi. ok nhá Thế thì đấy, thì sau bước đấy thì nó như thế. Thế thì chúng ta thấy đây là ở đây nhá, có hai cái gì nhỉ? Hai cái này đang bị stop đúng không? Thì các bạn phải start một cái lên. Đấy, start đây này. Đấy, hoặc là chúng ta kích vào này nhá. Đấy, muốn stop kích vào đây. Rồi, muốn start kích này đấy, rồi. Đấy, rồi. Chúng ta start đây này. Chúng ta có thể xem các thuộc tính của nó, chúng ta vào bố đi nhá. Đấy, các bạn có thể thiết lập lại thuộc tính sau. Rồi, cái bây giờ chúng ta chạy thử ra nhá. Rồi, ok. Đây chúng ta vào đây. Các bạn gõ này FTP này Đúng không? Địa chỉ là 192.168.6.6 Rồi ok Đấy Thì chúng ta có thể gì nhỉ? Chúng ta có thể lấy cái file này xuống đúng không? Đấy hoặc là đẩy file này lên Đây Đấy Rồi Đấy Từ máy khách chúng ta thử từ máy khách nhá cái cái này chúng ta vừa cấm rồi đúng không à, chúng ta thử là chúng ta là ftp này à, ftp nhá các bạn các bạn dùng uh, giao thức ftp ftp này à, 192.168.6.6 đúng không rồi như vậy chúng ta có thể truy cập vào server đấy rồi đúng không rồi chúng ta thử dự, dùng luôn tên miền nhá À, chúng ta dùng tên miền luôn, xem được chưa? À, uh, www.fbtpoly.edu.vn thì cũng thế đúng không? Bởi vì là cái cái tên nguồn web này nó đã được gì ở, đỡ được, được gì, đã được tạo rồi đúng không? đã được tạo rồi. hoặc thứ hai chúng ta muốn truy cập vào cái uh, muốn tên một tên mới thì chúng ta có thể vào fpoly PC chúng ta tạo một cái uh, gì nhỉ? tạo một cái tên mới. chúng ta có thể tạo một bản ghi mới ví dụ như là ftb ftb dạ? đây các bạn có thể là ghi một tên mới đúng không các bạn tạo tạo có thể tạo một tên mới là gì nhỉ là là f gì nhỉ là f là f uh, TV dạ? đúng không boli đúng nhỉ Đấy. thì các bạn có thể như này thì bây giờ tên miền chúng ta là gì nhỉ FTP tên máy này đấy là ftb đúng không rồi ip là 192.168 chín hai chấm gì nhỉ chấm sáu chấm thế thì bây giờ là người ta ghi là ftb Ok rồi bạn đăng. Thế thì bây giờ chúng ta thấy truy cập Bên máy khách muốn truy cập vào chúng ta có thể dùng như thế này cũng được là uh, FTP đúng không Rồi cái tên miền của chúng ta không là muốn không muốn trùng với web nữa thì chúng ta ghi là stb này FTP này đúng không chấm ft poly chấm edu vn đúng không đấy đều được đấy thì mình muốn nó không bị trùng thì mình có thể làm như thế đúng không để cho nó đơn giản rồi nhá thì phần tiếp theo chúng ta quay lại slide